Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đã đến cái khu câu cá ở thiên nhiên thế này. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là cái địa điểm câu cá ở quận 12 nha các bạn. Đó, thì mình vừa làm mọi và đã cần chúng rồi, nhưng bây giờ mình rảnh thì mình sẽ review cho các bạn xem cái khu này nha. Nói chung là rất là mát, với lại nó cái khoảng trắng, khoảng trống nó dài lắm, các bạn thấy câu là thoải mái luôn nha. Giờ mình sẽ quay sơ lược cái chỗ này cho các bạn xem, nhưng mà cho các bạn biết địa điểm ở ở đâu nha. Rồi giờ các bạn cùng xem. Thì các bạn ơi, thì đây là cái địa điểm câu cá nè các bạn. Đây là mình xin giới thiệu các bạn, đây là cái chỗ mà cầu Phú Long ở quận 12 nha các bạn. Hướng này đi qua Bình Dương nè các bạn, từ quận 12 qua Bình Dương nha. Rồi giờ hiện tại là sóng xe nó chạy, nó sóng quá trời. Bây giờ mình sẽ quay chỗ này cho các bạn xem. Đây là con sông ở quận 12, và cái đây là cái chỗ câu cá là thiên nhiên, gồm có cá cha, rồi cá phi, cá chép nha các bạn. Đó, nhưng rất là ở đây ở bụi lá này câu cũng được nè, chỗ này trống câu được nè. Rồi đây là đi các bạn, đi phải đi dài đây nè. Thì mình vừa câu cái chỗ này nè các bạn. Đây là mồi của mình nha, giới thiệu các bạn là cái đây là cái mồi nè. Mình cần có làm bánh tráng này, bánh tráng dùng để cắt ra để móc vô lửa câu để cho nó bám mấy thức ăn. Đây là thức ăn cám với lại chuối, giống như bữa hổm mình làm thôi, chứ thì thật ra là cái câu cá tra thì các bạn làm những cái mồi cho nó hấp dẫn hơn. Nhưng mình câu đơn giản, mình làm cám với chuối thôi. Đó, đây là bánh tráng, đây là những cái lửa câu nè, lửa câu bữa hổm là lửa câu lục nè, mà mình không có câu, câu ít sử dụng lắm các bạn. Bánh tráng này đã cắt ra để các bạn móc vô lưỡi xong rồi các bạn có bóp cám vô. Rồi các bạn có thể ra cần nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cần nè. Mình vừa thả cái cần như này nè các bạn. Cần của mình đây, dân kia cần nữa nè. Nói chung là ở đây câu mát lắm, có nguyên cái hàng cây rất là mát luôn nha. Mọi người, anh em nào có dịp thì đến đây câu chỗ này, nói chung là rất là ưng ý luôn, không ai mà chơi được nha các bạn. Chỗ này câu là thôi rồi ưng ý, nhưng mà ở đằng góc cầu đằng kia là có người ta câu cá tra nẵng rất là nhiều, nhưng mà ở đằng nẵng nó chỗ thì nó rất là hẹp, nên mình sẽ chọn cái vị trí chỗ này. Chỗ này là cái chỗ rất là rộng rãi và trống mát, có những cái cây si nè, cây xanh chứ, rất là mát. Rồi cần của mình thải ra tới ngoài điểm giữa, thì hy vọng là có lên cá cho các bạn xem. Thì các bạn đón video xem để coi có cá không nha. Bây giờ cậu cái sông này rất là xa luôn, không biết ở dưới đây có cát hay là sình. Nếu mà có cát, nếu mà xong đáy cát thì cá thì ít các bạn. Nghe nói là ở dưới sông này là có cát á, nên cá nó ít về. Còn nếu mà ở cái sông nào mà có sình á, ở dưới nó sình bùng quá thì cá nó ở nhiều các bạn. Có chỗ để xe rồi đàng hoàng các bạn, rất là mát luôn nha. Và bên đây là cái khu nhà ở của ai đang xây rất là đẹp, rất là hoành tráng luôn. Chỗ này nói chung chỗ này nó bạn rất là thấy là rất là thoáng mát luôn. Có biệt thự của ai đang xây trong đây. Chỗ này có thể là mình vừa ngắm cảnh mà mình vừa câu cá là rất là thoải mái nha. Đó, giờ mình sẽ đi vòng vòng cho các bạn xem. Trong lúc thời gian mình đợi cá thì mình sẽ đi vòng vòng mình cho các bạn xem chỗ này nha. Đây là cái bãi nè, bãi câu rồi các bạn. Bãi câu thì mình sẽ đi quay vòng vòng cái bãi câu cho các bạn xem.
Đây những cái bãi câu nè, thì các bạn câu ở trong này cũng được, nhưng mà trong này hơi nắng, thưa cây nè, nên mình chọn vị trí đằng kia. Nó có nhà rất là đẹp, cái cổng hoành tráng các bạn. Đó, đây là cái bãi nè các bạn. Bãi này thường thường là người ta cũng rất câu rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì người ta chưa có đến, người ta bãi câu rất là đẹp luôn nha. Đây là cái chỗ mà quận 12 nha các bạn, mình xin nhắc lại là cái chỗ này là cầu Phú Long quận 12 nha. Thì các bạn nào đến câu thì hãy lên bản đồ Google Maps thì tìm đến đây câu. Nói chung chỗ này là giờ nào các bạn câu cũng được hết á. Xem. Sẽ đi lại kem hâm cần nha các bạn. Đó. Nói chung cần là nãy giờ chưa thấy động tĩnh gì hết trơn nha. Đây cần thứ nhất. Đây cần thứ nhất các bạn. Và chỗ này có một cái bãi lục bình, nó hình như là cá nó vô đây nó trú ẩn nên mình quăng nó gần gần đây nè. Đó, ở đây còn cần nữa nè. Cần thứ hai, mình có 3 cần mà mình đem 2 cần thôi. Cần thứ hai mình đây nè. Đó, mình quăng ra cũng xa tích ngoài kia đó. Rồi mình sẽ đi vòng 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 lên đây nữa các bạn. Đó, mình sẽ quay hết cái bãi câu cho các bạn xem luôn. Các bạn thích chỗ nào các bạn chọn cái đó, rất cái đường đi rất là rộng. Với lại cây rất là mát. Đó các bạn nha. Đó gần dài đây các bạn câu có thể là rất là nhiều, đông người câu cũng được. Rất là tuyệt vời các bạn. Wow, chỗ này hay hai chỗ này cũng im nữa các bạn ơi. Chỗ này có cái bãi cỏ là cá nó vô ở nè, mình hãy quăng khỏi khu này nè. Cá rất là nhiều. Còn mấy cái người kia đang câu ở khu bên kia. Đó. Cầu xe chạy nè các bạn. Đó, xe chạy rất là nhiều nha. Thì ở đây là ghe ít chạy nên mình có thể câu được, chứ nếu mà ghe chạy qua cái sóng đánh đó kìa. Đó bây giờ đó, bên kia đó các bạn, có người câu rồi. Mình sẽ quay toàn thể cái khung cảnh cho các bạn xem nha. À, đây dọc dài đằng kia là rất là xa luôn. Mình có thể câu bất cứ chỗ nào luôn. Chỗ nào ok, thấy mát thì các bạn sẽ ngồi câu thôi. Đây, xin nhắc lại là cái chỗ này là cái chỗ cầu Phú Long quận 12 nha các bạn, đường hướng Hà Huy Giáp vẹo vô. Nãy giờ mình cũng đã quay và chia sẻ cho các bạn hoặc là review cho các bạn cái địa điểm câu ở quận 12 cầu Phú Long ở đây. Thì bạn nào thấy chỗ này ngon thì các bạn có thể tới đây câu. Ở đây rất là mát. Nhưng mà các bạn câu thì các bạn nếu mà mùa này mùa mưa các bạn có thể đem một cái dù theo. Nếu mà ở đây không có nhà cửa, nếu mà mưa thì các bạn không có chỗ trú á. Bây giờ thì đang đã cận các bạn câu. Rồi rất là mát các bạn ơi. Nói chung là đi câu thì 2-3 người thì nó vui. Chứ đi một mình thì nó rất là buồn. Tại vì hôm nay mình rảnh ngay cái buổi mà thứ không phải buổi chủ nhật nên ít người câu á. Mình ở đây có công việc đi làm hết rồi. Thì mình rảnh nên mình đi câu nó chỉ có một mình thôi. Ở đây rất là buồn. Thì bạn nào nếu mà có xem video này và hãy comment ở bên dưới và có thể giao lưu với con chung nha. Ở khu vực quận 12 nha các bạn.
Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ đỡ cần cá rồi. Giờ mình cũng đã giờ hai cần lại gần nhau rồi, tại vì nãy nó bị dính gác cái khúc kia, hãy dính gác mình kéo lên các bạn. Giờ mình giờ ở đây, giờ lại gần để thì bây giờ mình đây cũng đã giờ hai cần đến đây đó các bạn, thấy không, nước này giờ đang chảy, nước đang chảy á, nó cũng đã trôi xuống cái cầu nhỏ, nó trôi xuống cái bụi gác rồi, không biết nó có dính gác không. Nãy mình lau lên nguyên cái bạch rồi, nãy giờ cũng gần gần nửa tiếng rồi các bạn, mà chưa thấy cá rỉa gì, nãy cá rỉa mà không biết phải không, hay là gác nó dướng nó là gì vậy, hay mình không có giật lên. Bây giờ thì có một cần thủ đang ngồi lại câu đằng kia rồi, để bây giờ chuẩn bị là chiều ta ra câu rồi các bạn. Nói chung là để mình ngồi mình coi cái có cá lên không nha.
nãy giờ cũng đã câu cũng gần tiếng mấy, 2 tiếng rồi, nhưng mà cá thì không có, mà với lại bây giờ hết mồi rồi, giờ mình chắc sẽ về thôi các bạn. Lại nói chung là ở đây thì câu mồi dế với lại trùng thì nó cũng sẽ có cá, nhưng mà mình câu cám nên cá tra thì nó ít ăn các bạn. Nói chung ở đây câu thì cũng có cá, nhưng mà tại mình không có chuyên nghiệp câu hay sao á, thì bây giờ mình sẽ dọn cần và mình sẽ rút về thôi các bạn ơi. Thì các bạn nào thấy chỗ này đẹp và hay thì hãy cho mình cái like và chia sẻ cái video này nha, cho mọi người ta cùng biết để người ta có thể đến đây người ta câu giải trí cho vui các bạn. Này đằng kia cũng có một người đang câu kìa. Bây giờ sẽ kết thúc video này các bạn. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ.